Quý vị có gửi câu hỏi vui lòng gửi vào liên kết vấn đáp ha. Lúc nào nên bạn Phạm Phan Quỳnh Anh hỏi là lúc nào nên trừng phạt và lúc nào nên tha thứ. Thì xin thưa đó, cái phạt hay không phạt á, mình có ba căn cứ, là một là căn cứ theo ý của mình, hai á là căn cứ theo ý của quần chúng, và ba là căn cứ theo pháp. Thì căn cứ theo ý của mình thì nó đơn giản rồi, thích thì phạt, không thích thì thôi. Căn cứ theo ý của số đông của quần chúng á, thì nói chung là ở thế gian này họ quy định như thế nào thì theo quy định đó. Ví dụ như thế gian là bây giờ một người phạm tội trộm cắp thì là sẽ bị bao nhiêu, là sẽ phạt hành chánh bao nhiêu thì sẽ truy tố, vân vân. Cái đó là ở thế gian. Còn theo pháp á, thì mình dựa theo, cứ theo pháp mà mình làm. Tại vì ở trong luật á, thì vẫn có những hình phạt mà. Thí dụ như là một vị tỷ kheo phạm lỗi thì vị đó có thể xin hình phạt. Hoặc là một vị sa di phạm lỗi, vị đó có thể xin hình phạt. Hoặc là một vị giới tử phạm lỗi thì vị đó có thể xin hình phạt. Thì đó là cái hình phạt ở theo pháp, tức là tùy theo tội mà mình sẽ có hình phạt tương ứng. Còn tha thứ thì cũng tương tự như vậy. Tức là cái chuyện mà hình phạt hay không á, mình căn cứ vào, một là căn cứ vào ý của mình, hai là căn cứ theo xã hội, ba là căn cứ theo pháp và luật của Thế Tôn. Rồi đương nhiên, còn cái tha thứ là áp dụng cho tất cả các trường hợp. Sư lấy ví dụ, một người mà, thí dụ như một vị sư mà vị đó phạm lỗi phải hình phạt, thì chư tăng vẫn hình phạt vị đó, nhưng mà vẫn luôn tha thứ cho vị đó. Thí dụ như một người nào đó làm lỗi với mình, nếu cái lỗi đó thuộc về việc hình phạt thì vẫn hình phạt như thường, nhưng tha thứ là cho tất cả mọi lúc và tất cả mọi nơi. Chứ còn nó không có giống như cái kiểu người đời, tức là tha thì không phạt, mà phạt thì không có tha, thì không phải như vậy. Tha là tôi tha cho tất cả các trường hợp luôn, nhưng trường hợp nào cần phạt thì tôi vẫn phạt. Phạt là phạt, mà tha thì tha thứ là tha thứ. Còn không phạt, tức là phạt hay không phạt là quyết định theo pháp. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.